Ai mà hỏi thì có khi nào nghĩ đi tu luôn không? Đó là cái ước nguyện mà. Đại Nghĩa từng muốn đi tu, ăn chay trường hơn 12 năm, vướng nghi vấn chia tay bạn trai tin đồn Võ Tấn Phát. Trong showbiz Việt, Đại Nghĩa là một trong những nghệ sĩ quen thuộc có tần suất xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình. Nhờ tài năng và sự nỗ lực, anh đã có khối tài sản đáng nể. Thế nhưng nam MC lại chọn cuộc sống bình yên, ăn chay trường, từng dự định đi tu. Ngoài ra, anh còn nhiều lần khiến dân tình xôn xao mối quan hệ thân thiết với đàn em kém 17 tuổi Võ Tấn Phát. Muốn cuộc sống của mình phong phú, đa dạng màu sắc, Đại Nghĩa đã lựa chọn theo nghiệp diễn xuất và đạt được nhiều thành công. Thế nhưng khi đã đứng trên thành công sự nghiệp, nam MC diễn viên lại mong cầu sự bình yên và an nhàn. Nam MC đã ăn chay trường được hơn 12 năm, tự trồng trâu, chuẩn bị từng bữa ăn. Không những thế, anh từng khiến nhiều người bất ngờ khi có ý định theo con đường Phật Pháp. Chia sẻ trên chương trình Hẹn Hò Cùng Cát Tường, Đại Nghĩa bộc bạch: từ nhỏ tôi đã muốn đi tu, khoảng năm lớp 12 chuẩn bị thi đại học, tôi đấu tranh nội tâm giữa hai con đường, một là mình trở thành tu sĩ, hai là mình trở thành nghệ sĩ. Nhưng tôi là con một trong nhà, nên thời điểm đó gia đình tôi có ý ngăn cản. Lúc đó tôi ước ao có người anh hoặc người em thay thế trách nhiệm gia đình. Từ nhỏ tôi đã nói với ba mẹ là muốn đi tu, nhưng tôi cũng nghĩ ba mẹ sau này già yếu ai nuôi, đó là sự giằng xé rất lớn. Có danh tiếng, địa vị xã hội và khối tài sản tích lũy sau hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, Đại Nghĩa có đủ nhà lầu xe hơi. Đặc biệt, anh sinh sống tại một biệt thự rộng rãi sang trọng như cung điện. Dù có khối tài sản lớn, nhưng nam nghệ sĩ vẫn giữ được sự khiêm tốn. Đại Nghĩa từng chia sẻ, chỉ cần gọi là nghệ sĩ Đại Nghĩa, diễn viên hay MC Đại Nghĩa là được rồi. Đừng gọi Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam, đó chỉ là câu nói vui của Trường Giang chọc Nghĩa trong một buổi họp báo thôi. Cũng đừng gọi Nghĩa là MC quốc dân vì nó to lắm. Xét về trình độ thì Nghĩa thua xa anh Thành Bạch, xét về lượng fan khủng và duyên dáng thì không bằng một gốc của Trấn Thành, Trường Giang. Xét về độ đẹp trai thì kém xa Phan Anh và Nguyên Khang. Xét về sự dễ thương thì không bằng Ngô Kiến Huy. Xét về độ đông con thì phải gọi Ốc Thanh Vân là chúa tể. Xét về mọi mặt thì Nghĩa chỉ lưng lửng thôi, nên xin đừng gọi Nghĩa như vậy nữa. Nghĩa nói thật lòng đấy. Ở tuổi 44, nam nghệ sĩ không có nhiều kỳ vọng. Anh hài lòng vì tìm được sự an yên, thậm chí không quá đòi hỏi về mái ấm riêng. Đến nay anh vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Tuy nhiên không ít lần, nam nghệ sĩ đã vướng phải những nghi vấn về việc trên tình bạn, dưới tình yêu, cùng đàn em kém 17 tuổi Võ Tấn Phát. Đại Nghĩa và nam diễn viên gia đình cục xúc, vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020. Khi đó người hâm mộ dễ dàng bắt gặp được những hình ảnh thân thiết, lúc nào cũng dính như sam của hai sao nam. Mặc dù đứng giữa nhiều sự tò mò của công chúng, Đại Nghĩa và đàn em thân thiết vẫn không lên tiếng xác nhận điều gì. Sau đó mạng xã hội từng xôn xao với bài đăng của MC Đại Nghĩa và diễn viên Tấn Phát. Cụ thể, Đại Nghĩa đăng tải một bức ảnh kèm dòng trạng thái: từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Cùng lúc đó, Võ Tấn Phát cũng có bài đăng viết: hạnh phúc nhé. Tuy nhiên, sau khi người hâm mộ trừng vì bài đăng này, Đại Nghĩa và đàn em thân thiết đã xóa nó đi. Điều này càng khiến cộng đồng mạng thêm nghi ngờ việc cả hai rạn nứt mối quan hệ là có thật. Dân tình bàn tán sôi nổi và tò mò về nguyên nhân phía sau. Dù có khối tài sản lớn, chuyện đời tư gặp nhiều nghi vấn, nhưng Đại Nghĩa vẫn mong muốn có được sự bình yên, lối sống giản dị. Bạn có suy nghĩ gì về cuộc sống đời thường của MC Đại Nghĩa? Hãy cùng chia sẻ cảm nghĩ dưới phần bình luận cho tụi mình biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.